Nha, hôm nay rảnh rỗi mới làm được clip các bạn ạ. Cái này bận quá. Ôi nha nha, thì mình muốn mỗi ngày là mình có một video cho bạn xem á, nhưng mà cái thời gian của mình á là nó bận lắm các bạn ạ. Nên ra là mình cũng không có thời gian để chơi, mong các bạn thông cảm. Các bạn đừng nghĩ là mình bỏ game, mình không có bỏ game đâu nhá. Vẫn chơi đấy, vẫn chơi như bình thường với anh em thôi đúng không? Vừa nãy thì mình cách đây 20 phút là mình đã từng đại chiến ác một. Mình ác chiến các bạn, cái ác NFT ạ. Mình đánh đầu tiên là đang Grand Master 2, mình đánh thua 3 4 trận liên tục xuống Grand Master 1, à nó xuống Grand Master 1 thì mình đánh mãi mới lên được Grand Master 2, và mình lên rồi mà mình mới chuyển sang nghiệp nhá. Có nghĩa là đánh đâu đó khoảng tầm mười mấy trận các bạn. Ghê không? Các bạn thấy ghê không? Mười mấy trận đâu tầm đó mất mất toi 20 phút rồi luôn các bạn. Đấy. Đó. Ok, mai mình sẽ đánh ở cái ác này nữa. Đây là cái đặc thủ của mình, khả năng mình sẽ không đánh đâu. Đặc thủ là mình phải doping. Cái khiên này mình muốn nâng cấp lên level 13 này bạn này, xong rồi mình độ lên NFT là 15 là thoải mái bạn nhá. Mình xong rồi mình nuôi tượng này, mình nuôi tượng lên level 9 này. Xong rồi mình nuôi xét này hoặc là nuôi cung chấm xanh. Rồng của mình sẽ cày lên level 4 nhá. Ok, đây mình sẽ chuyển qua đánh Jack nào nó chuẩn chuẩn thì anh em nhá. Ok, đánh Jack này đi. Hai tượng cai không có đá à. Thay vào một đá đi. Thay một đá bạn, bởi vì mình nếu mà chỉ gặp Jack thần chết thì mình có đá này, tiên nữ chống chịu hoặc là tượng gai phượng hoàng nhá. Ok, cũng gọi là tạm tạm như vậy đây. Mình sợ Jack thần chết lắm, bởi vì khi mà họ đã kẻ thành, họ bọc giáp mình hốt cực kỳ luôn bạn ạ. Không hiểu sao bây giờ mình ám ảnh với Jack thần chết thế. Jack thần chết thì mình chơi nhá, mình chơi mình cảm giác mình rất sợ người ta, họ giết thần chết của mình. Nhưng mà khi mà mình gặp người ta chơi Jack thần chết, mà ôi sao mà sợ thế nhỉ, mình sợ cực kỳ luôn ạ. Không hiểu luôn ạ. Một lý do nào đó mà mình sợ thật luôn á. Ôi chết tôi rồi. Ô chọc vật xiên nữa. Ok bạn ơi, hóa xương. Ok anh em ơi, mình sẽ cho pháo nhân thạch nhá. Pháo nhân thạch nhanh mà luôn bạn ơi. Không à, đánh hay thế. Đánh hay thế nhở. Này 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 này, mình vẫn còn phượng hoàng nhá bạn nhá. Thế rồi mình phải ra bóp tiên nữ đi bạn ơi. Con tiên nữ kia nó bút máu kinh lắm. Cờ tôm, mình hay nuôi cờ tôm các bạn ạ. Nhanh, vâng, bắn văn nữa, ôi! Ôi, sờ tôm mọi chết rồi bạn ạ. Trời ơi, nhưng mà xui thật luôn đó bạn ơi. Nhanh, 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 nhanh. Rồi mình sẽ hóa xương nhỉ nhá. Tí nữa mình thua này. Đó, họ đã đổ rồi bạn ơi. Rồi thì trông chờ và gọi rồng các bạn ơi. Viking. Cơ hội lật kèo mình rất cao rồi bạn ạ. Ok, mình sẽ ra vào hai Viking nhá để gọi rồng cho nó mạnh mẽ. Gọi rồng cho nó mạnh mẽ bạn ạ. Ok, mình sẽ nhận con sói đây nhá. Để mình sẽ tanh đạn vào nó thôi. Ok, win rồi. Win rồi, win rồi. Láo với anh à, anh cay chú lắm rồi, chú thích đổi chỗ, chú thích giết anh à. Láo hỗn. Chất đổi chỗ bạn ạ, mình có tố lốc dự phòng mà nên mình không sợ đâu. Dám copy biến hình của anh à. Láo. Anh dần cho một trận luôn bạn ạ. Hôm nay mình lại dần cho trận như tử luôn. Gầm gừ tôi biết nào, lễ độ anh em ạ. Léo, dám copy. Mà công nhận con sợ tôm, sợ thật đấy bạn. Sợ tôm mà to đúng là sợ thật luôn. Nắm đấm này, ham biến hình, băng, đổi chỗ. Đổi chỗ căn căn rất chuẩn ạ. May mắn là số mình cũng gọi là hên xui ấy bạn ạ. Không mà thôi ấy, thôi xin tạm biệt luôn các bạn ạ. Đứt đấy chứ còn cái gì nữa. Ok, nếu mà đang ngày mình doping như là mạnh lắm bạn ạ.
Rồng nhấp Phượng Hoàng nhấp thì Đô Binh lên rất mạnh. Ôi chết cha, trận này gặp đối thủ rồi. Phượng Hoàng level 3 anh em phải biết tầm đấy. Rồi chỉ còn kiểu này thôi các bạn ạ. Chả còn kiểu nào nữa. Có gì mình sẽ trông chờ hóa xương nhá. Nếu mà trong trường hợp mà mình bí quá, mình sẽ... mình có hóa xương mình cứ hóa rồi nhá. Ôi chịu rồi, không cứu được các bạn ơi. Lật thì mình vẫn lật được, mình trông chờ vào tố lốc và hóa xương nhá bạn nhá. Có tố lốc và hóa xương này bài đẹp quá. Ồ lôi này thì hết đẹp rồi. Mặc kệ đi các bạn ơi. Ok rồi mình sẽ hóa xương nhá. Giờ này thì hóa xương an toàn. Ôi cái gì đấy. Hồi sinh cấp 5 ạ, họ có tia điện lắm thật đấy, bài họ đẹp anh em ạ. Có cái tia điện họ cứ tích kìa, không là họ thua mình rồi đấy. Xui thật đấy, xui thế nhở. Nhưng mà phải nói đánh áp được phết anh ạ. Bình thường mình đánh bình thường mình không sợ đâu, nhưng mà mình cứ kiểu đánh cho các bạn xem là mình áp lực lắm nha, không hiểu luôn. Đút Viking đi, mình chả thèm ra tiền nữa đâu. Ngập cấp 12 bạn này. Cứ hóa xương họ có tia điện thế mới hay. Mình tưởng họ không có tia điện đâu, để mình còn đấy á. Họ có thôi các bạn, chấp nhận thôi. Đường trên là Phượng Hoàng hoặc là Tượng Gai là đẹp nhất này. Phải biết con Demon cấp 5 boss tích thị 14 ông không chết thì hỏng rồi. Không chết là mình buồn lắm. Biết ngay nó bắn trước mình đi. Rồi không biết con nào con thật ta. Ôi không đỡ được luôn á. Mày đánh này nó hơi xui nữa. Thua nhiều thật luôn á. Thua nhiều hết ta. À. Nhắc đấy là mình mang cách thủ đi là ngon đấy. Bình thường là mình quay video là mình đánh đắc thủ ấy, nhưng mà hô trận, nhưng mà cái tối nay mình không đánh nhá bạn ạ, không tự tin. Đắc thủ mình level còn thấp quá. Nhưng mà cái pha đấy mà có Phượng Hoàng này, có Tượng Gai này thì chùm xương trên mình không lại lo đúng không bạn? Ồ rồi lại Demon ạ. Cấp 10 này Demon rất là yếu, cấp 4 thôi. Đây là họ xài giảm mana. Lâu lâu mình không đánh đắc ngày, đâm ra mình đánh ngu quá. Trước là mình hay đánh. Bỏ mặt chơi luôn. Cấp 10 mà bạn, nên mình chả sợ đâu. Trận này quân nhiếp của mình nóng đông.
con thật đấy rồi, con thật đứng trên cùng các bạn ạ, các bạn đừng nhầm lẫn, nó đứng trên cùng á. Các bạn cứ từ từ nhé. Ôi, đặt tượng gai chuột rồi. Bạn thấy chưa, mình đặt lỗi quá kìa. Chợ ấy quá, không kịp loát à. Không kịp loát đâm ra lại số trượt mất. Chả sợ đâu bạn ơi. Ô, con rồng yếu hơn cả tượng gai sao mà Demon bóp vào yếu nhất lại bóp vào con rồng nhỉ. Ê, họ đánh hay lắm nhá, họ đã lên cao mình đây. Cũng có thể là họ chơi nhiều bằng deck này nó chuyên mà. Hai xương ngay này đánh kiểu deck Viking cũng có hút. Sói thì mới level 4 lên, mình cái Demon level 4 lên mình cũng biết là cũng yếu các bạn, không mạnh đâu. Cũng gọi ngang trình với mình thôi. Từ từ mình sẽ kiểm tra rồng rồng với ấy nhầm nhá. Rồng đây là rồng 2007 tượng cái. 2712 y như nhau. Nhưng khả năng là nó sẽ bóp vào động vật trước. Bóp vào nhân vật chứ bạn, không bóp vào tượng. Hai cái y như nhau. Máu y như nhau nhưng mà bóp vào rồng trước. Cũng được thôi, đúng không các bạn? Về cái deck gì đâu. Ok, mình sẽ ấy nhầm nha. Ván cuối mình mở dương và mình sẽ dừng clip nhé bạn nhé. Hôm nay làm clip đánh ngựa danh cao thì tí thôi. Đánh cái deck chuẩn nữa nhá, nhiều người hay đánh deck này lắm. Mình thì đánh đa lung tung bạn ạ. Không thiêng với nào hết. Cứ có gì là đánh thôi. Cấp 11 Magen level 6 mạnh thế. Nó như đây mà có bắn xa tốt quá đó. Mình sẽ ra Demon đây nhé. No. Biết ngay là họ sẽ nhảy mà bạn. Cấp 11 mà level rất là mạnh các bạn ạ. Mạnh thật luôn đấy. Phiêu. Ơi đừng có tì đè gần thế nhỉ. Mình tì gần quá bạn ạ. Tì gần quá. Saman của mình không chết đâu. Mà cũng gần đứt đấy bạn. Mình không muốn thua đâu bạn ơi. Thì chúng ta đánh bình tĩnh nhé. Máu này mình rất là yếu rồi bạn ạ. Còn 2004 rồi kìa. 2002. Và đây chỉ là cơ hội cuối cùng của mình. Chết rồi, 1008 kìa, rất nguy hiểm rồi bạn ơi. Rồi ra tiên nữ cứu. 508. Mình không có một cái gì để hỗ trợ máu thành đâu bạn ơi. Nên cái việc mà mình đứt là rất cao bạn ạ. Giờ chỉ còn một cách là công thành thật nhanh bạn ơi. Đấy, thua rồi. Tại mình không có một cái gì lên máu. Level mạnh quá bạn ạ. Ây, tại họ giảm mana, họ giết được con phượng hoàng của mình á. Không thì đường dưới đấy mình chả lo đâu. Với lại cũng chả có đá. Không có con đá để tanh cứu bạn ạ. Cứu quả trứng. Phát đến đường dưới mình không phải lo là ngon rồi. Con sói, phát đến con sói nhảy đấm đau quá. Mình không có một cái thẻ gì để mình đỡ. Chứ ra mấy con vớ vẩn kia đánh chết tòi. Con sói đấm chết luôn các bạn ạ. Sợ nhất bạn này giảm mana này giết quả trứng của mình thôi. Hay ra hồi sinh nữa không biết thì mình cũng chả rõ đâu. Cứ mặc đại bạn ơi.
đặt cuộn gai vào bạn ạ, không là không là nguy hiểm. Biết ngay mà, sợ bạn này ra xương, bạn này ra demon này. Ok, chết rồi bạn ơi, chết rồi, chết rồi. Con bùn kia nó vẫn giết ở cái của mình thôi. Mình ghét nhất là mấy bạn chơi bùn nha bạn nha, nó mạnh thực sự luôn á. Mình không phải kêu ai đâu nhưng mà thực sự nó quá mạnh các bạn ạ. Đép bùn là đép quá mạnh luôn. Ok bây giờ mình sẽ gọi rồng nữa, cứ chơi công thành thôi. Cái gì mình sẽ gọi rồng luôn. Mình sẽ hóa xương nhá bạn nhé. Ok bạn nhá. Ok. Bắn không chết thì không chết được quả trứng đâu mà no. Ok win rồi bạn ơi. Bạn này đánh hay đấy. May là máu thành mình cũng nhiều bạn. Rồi rời trận rồi, thế này thì thôi không gây nhọn nha, win nhanh luôn đi, chúng ta win nhanh luôn. Đánh mấy đáp danh cao phải công nhận là áp lực ghê, hay em ạ, hay đánh là phải hay đánh là chắc chắn. Ok 6.000 với mở dương epic nè, epic không có chuyến này mình mở dương không ra bạn ạ, bao nhiêu ác liền luôn á, ít ra epic lắm. Được cái là 6-8.000 vàng rồi. Rồi clip của mình xin tạm dừng tại đây em nhé. Nếu bạn nào thấy clip mình hay cho mình một like, một subscribe chia sẻ mình nhé. Bởi chuyện này cũng bận nhiều lắm ạ. Thời gian làm vlog cũng ít luôn á. Đó, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhá.